Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, các anh chị em và tất cả mọi người về trường hợp thế nào là một cái bản án phúc thẩm. Tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị và các bạn hai cái ví dụ để từ hai cái ví dụ này chúng ta hiểu thêm về kiến thức pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thôi nói to tát quá, tôi đi vào cái vấn đề chính ngày hôm nay đâu. Sáng nay có một cô bên Hàn Quốc, cô điện về cho tôi. Cô bảo rằng là cô vay tiền của một ai đó và bản án sơ thẩm buộc cô phải trả tiền cho họ. Tiếp theo bản án phúc thẩm buộc cô trả tiền cho họ và họ đã gọi là làm cái đơn yêu cầu thi hành án. Thì cô bảo rằng là luật sư ơi, bây giờ án như vậy là chưa có hiệu lực pháp luật, tôi đã có một cái đơn đề nghị xin giám đốc thẩm có biên nhận rõ ràng. Chúng ta dừng lại câu chuyện ở đó và tôi sẽ trả lời cô sau khi cái ví dụ thứ hai. Hôm bữa tôi đi lên trong một cái lần lên tòa hòa giải ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh 131 năm kỳ khởi nghĩa, thì tôi thấy có một cái chị đó, chị rất la lối sùm. Sau khi xử xong rồi thì có lẽ là do cái mạch bức xúc là xử thua đi, thì chị mới bức xúc, chị la ó sùm. Bao giờ tôi có bản án? Bản án như vậy thì khi nào tôi mới được nhận bản án? Tôi còn nhận bản án để còn tôi còn đi kháng cáo nữa. Các bạn thấy không? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn điều luật của cái bản án phúc thẩm các bạn ha. Chúng ta sẽ nói về luật, sau đó luật sư sẽ giải thích cho quý vị và các bạn. Cả mọi người trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và có lẽ là trong video này quý vị và các bạn sẽ được luật sư Thu Đoàn lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi hiểu được thế nào là bản chất của hợp đồng, thế nào là bản chất của cái bản án sơ thẩm, thế nào là bản chất của bản án phúc thẩm. Tôi dẫn điều luật cho quý vị và các bạn luôn nha. Bản án phúc thẩm điều 313 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Thì trong cái bản án này tôi chỉ nói một điều duy nhất, đó là khoảng 6, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Ví dụ như ngày hôm qua tôi đi một cái vụ kiện đã có cái bản án sơ thẩm ngày 18 tháng 10 năm 2018, và ngày hôm qua nếu trong trường hợp tòa tuyên án là ngày 27 tháng 3 năm 2019, vậy thì cái bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên ngày 27 tháng 3 năm 2019 thì ở phía dưới của cái bản án có một cái câu, có một cái câu là bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. Chúng ta trở về quy định của pháp luật tí xíu. Ở Việt Nam mình chỉ có hai cách xét xử thôi quý vị và các bạn. Ví dụ tôi lấy cái ví dụ đơn giản nhất là bà A này, bà đi vay tiền của bà B, và khi vay tiền không có khả năng trả, 1 tỷ đồng không có khả năng trả, thì bà B mới kiện bà A đến tòa. Thì tòa án cấp sơ thẩm, tôi vẫn lấy ví dụ đi, ngày 1 tháng 1 năm 2018 tuyên bà A phải có nghĩa vụ trả cho bà B số tiền là 1 tỷ đồng cộng với lãi suất. Tiếp đến là ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tôi chỉ ví dụ thôi nha, một số anh chị em luật sư, một chị em nói rằng là tại sao luật sư lấy ngày dương lịch, ngày đó là ngày nghỉ mà. Tôi lý dụ cho quý vị và các bạn dễ hiểu nha, đừng bắt dò những cái rất là đơn giản nha. Thì ngày 1 tháng 1, ngày 2 tháng 1 năm 2019, tòa án cấp phúc thẩm đã
Do bà A bà kháng cáo mà chấp nhận giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vậy thì cái bản án đó đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2019. Các bạn thấy không? Chúng ta phải hiểu về mặt bản chất. Vậy thì khi bản án có hiệu lực pháp luật, cái bà B á, bà được thi hành án, bà làm đơn yêu cầu thi hành án. Mặc cho bà A đưa ra yêu cầu rằng là tòa ơi, bản án này là vi phạm tố tụng, tòa ơi, bản án này là sai sót và sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng luật, bản án này là tôi không vay tiền. Nhưng luật là luật các bạn ạ. Bản án sơ thẩm và đến bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Vậy thì ví dụ, chúng ta sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái ví dụ. Bà B làm cái đơn yêu cầu thi hành án, yêu cầu chi cục thi hành án có thẩm quyền buộc phía bên bà A phải trả. Bà A viện lý do: ông chi cục thi hành án ơi, chúng tôi có cái đơn, các bạn nha, chúng tôi đã có cái đơn xin giám đốc thẩm, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tôi gửi ở tòa cấp cao nè, biên nhận nè. Thi hành án trả lời liền luôn: thưa quý vị, cái việc quý vị khiếu nại chỉ khi nào chúng tôi có một cái văn bản từ tòa cấp cao rằng chỉ xuống dưới đây ngăn chặn thì chúng tôi mới không thi hành cái bản án. Tại vì chúng ta sống theo luật, chúng ta phải tuân theo quy định của pháp luật. Hơi đau đầu cho các bạn rồi, chúng ta sẽ đi vào cái đơn giản nhất. Vậy thì trở lại vấn đề của một cái cô trong cái hợp đồng vay tiền, bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Có thể cô kiểm tra cho Thu rằng là cái ngày có hiệu lực là ngày nào, và sau ngày đó thì cái người nguyên đơn bây giờ trở thành người được thi hành án, họ đã nộp đơn yêu cầu thi hành án thì thi hành án sẽ ban hành cái quyết định thi hành án. Vậy nha cô nha, cho dù cô có cái biên nhận, cái biên lai, cái đơn xin đề nghị giám đốc thẩm ở tòa cấp cao thì cái việc thi hành án cũng không dừng lại, chỉ dừng lại khi có văn bản của tòa cấp cao, khi có văn bản, có cái đơn, có cái bản án mà giám đốc thẩm. Thì cái đó nếu trong trường hợp có thì cô sẽ chủ động liên lạc với bất kỳ một luật sư nào đó hoặc liên hệ với tôi. Trở lại vấn đề của cái vị khách hàng mà tôi thấy ở trên tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn thấy rồi, bản án phúc thẩm theo điều 313 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, bản án khoảng 6 nha, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Chúng ta sống trong một cái xã hội, chúng ta phải biết những cái quy định của pháp luật. Và thú thật với quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề luật sư của tôi thì tôi cũng có những trường hợp không thể giúp được đương sự, vì các bên đã tự thỏa thuận với nhau những cái câu chuyện của họ. Tôi kể cho quý vị và các bạn nghe, có những cái câu chuyện mà tôi cũng cứ đau đáu vì các bên đã tự thỏa thuận. Các bạn biết không, trong cái quy trình mà định giá tài sản thì các bên tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tòa đã định giá tài sản, ví dụ tòa định giá tài sản là 1 triệu đồng cho 1 mét vuông nhân với 100 mét vuông, thì cái phía bên bên nguyên đơn á, họ muốn lấy tiền cho nên họ bảo rằng là tòa ơi, nâng lên cái giá là 4 triệu đồng cho 1 mét vuông và buộc phía bên bị đơn phải trả theo cái giá này. Thì tôi mới bảo với họ rằng là sau khi mà các bên đã thỏa thuận rằng đồng ý cái giá đất không phải là 1 triệu mà là 4 triệu và phía bên kia phải thối lại cho phía bên nguyên đơn thì phía bên bị đơn mới ra thôi.
Họ bảo như vậy đúng hay không? Tôi bảo việc thỏa thuận là việc của tất cả các đương sự trong cái quá trình khởi kiện ở tòa án. Và khi các anh chị em không biết luật, các anh chị em thỏa thuận cái quyền của mình bị thiệt hại thì các anh chị em phải chịu thôi chứ. Ông bà ta có nói là bút xa gà chết. Thì các bạn thấy không, nếu như trong trường hợp bình thường, nếu các bên tự thỏa thuận theo giá của tòa thì các bên chỉ giao nhận với nhau 100 triệu 1 triệu, 100 mét, 100 triệu. Trong trường hợp này thì thỏa thuận nâng lên giá 400 triệu, một cái con số thiệt hại cho những người không am hiểu pháp luật các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những cái khát khao cháy bỏng, mong muốn đưa cái kiến thức pháp luật dù nhỏ bé như một cái cánh én, tôi vẫn cứ bay để giúp kiến thức cho quý vị và các bạn. Cứ mỗi lần tư vấn một cái khách hàng và thấy rằng là vì cái kiến thức họ hạn chế quá cho nên cái quyền lợi của họ bị thiệt hại, tôi cũng cảm thấy buồn. Nhưng tận sâu đáy lòng của tôi vẫn muốn giúp cho mọi người. Quý vị và các bạn cứ việc gửi những cái câu hỏi, nhưng một số câu trả lời tôi sẽ chọn lọc và gửi đến quý vị và các bạn. Còn cái câu trả lời nào quý vị và các bạn không được trả lời thì có lẽ là nó nằm đâu đó trong video của luật sư Thu Đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, hoặc những cái câu hỏi đó nó không liên quan, nó mang một tính chất gọi là thông điệp mà luật sư không thể chuyển tải đến cho quý vị và các bạn thông qua con đường nhân văn được, quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn cái câu chuyện kể từ một vị khách hàng đã đưa cho tôi nhân rộng cái mô hình cho 1.000 thậm chí 10.000 một cách miễn phí các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa.